thu hồi đăng ký xe tại một số địa phương, cơ quan chức năng yêu cầu chính chủ phải trực tiếp làm thủ tục thu hồi. Tuy nhiên nhiều chủ cũ không thực hiện, chủ cũ như chết, đi nước ngoài không hợp tác hoặc là xe đã bán qua nhiều đời chủ, thì người dân đang sử dụng thì gặp khó, người dân đang sử dụng gặp khó khăn. Hướng giải quyết vấn đề này như thế nào để phóng viên nêu ra cái khó khăn trong thông tư 24. Nhưng mà thực ra thì trong thông tư 24 và thông tư 25 cũng đã có cái hướng dẫn giải quyết trường hợp này. Trong cái thông tư quy định có 3 cái trường hợp cụ thể tôi xin phép được nêu. Trường hợp thứ nhất là trường hợp người mua có đầy đủ chứng nhận đăng ký biển số xe, giấy tờ mua bán có công chứng chứng thực, thì căn cứ điểm B khoản 4 điều 6 thông tư 24/2023 của Bộ Công an thì người mua xe đến cơ quan quản lý hồ sơ xe để làm thủ tục thu hồi thay cho chủ xe, tức là cái người mà có đầy đủ giấy tờ mua bán, công chứng hợp lệ và giấy tờ thì có thể đến thay cái chủ xe để thực hiện các thủ tục đăng ký, và trước khi giải quyết thì cơ quan đăng ký xe sẽ ra quyết định xử phạt đối với người này về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định. Cái trường hợp thứ hai là trường hợp không có giấy tờ mua bán có công chứng chứng thực thì giải quyết theo điểm B khoản 4 điều 31 thông tư 24/2023. Thì đối với thủ tục và trường hợp mà các cái giấy tờ mua bán mà nó không có, người dân không cung cấp được cái giấy tờ mua bán công chứng theo đúng quy định của nhà nước mà qua nhiều đời xe đời chủ, ví dụ các cái chủ tiệm người mua lại thì vẫn giải quyết là sang tên xe. Thì cái này thì nó cơ quan công an sẽ thực hiện các thủ tục như là thông báo cho chủ xe và cơ quan đăng ký xe, niêm yết công khai việc tiếp nhận hồ sơ, tra cứu thông tin tàng thư xe bị mất cắp vào cái dữ liệu đăng ký xe. Thì sau 30 ngày nếu không có tranh chấp khiếu kiện thì cơ quan đăng ký xe sẽ ra quyết định xử phạt về hành vi không làm thủ tục thu hồi và giải quyết đăng ký sang tên xe theo quy định. Nên như vậy là trường hợp này thì cơ quan công an sẽ làm các cái bước xác minh, rồi niêm yết, rồi kiểm tra các cái thông tin về hồ sơ về có mất trộm cái xe tăng vật hay không. Nếu trường hợp không thuộc cái trường hợp đó, không có cái khiếu kiện, không có cái thông tin về cái xe vi phạm thì sẽ giải quyết sang tên xe. Như vậy là vẫn giải quyết được. Cái trường hợp thứ ba là trường hợp tài sản là tài sản chung của vợ chồng, thì xe đã đăng ký đứng tên cả hai vợ chồng hoặc chỉ đứng tên một người mà người đứng tên trong chứng nhận đã chết, mất tích, nếu có giấy chứng tử hoặc tòa án tuyên bố mất tích thì giải quyết đăng ký sang tên xe nếu người thừa kế đồng ý bằng văn bản theo quy định pháp luật. Tức là trường hợp hai đứng tên hai người chẳng hạn mà chết người thì còn người còn lại được thừa kế vẫn có thể thực hiện các thủ tục đăng ký xe. Đấy, như vậy thì cái băn khoăn của phóng viên về nội dung này tôi đã trả lời. Cái thứ hai là hiện nay ấy, khi triển khai thực hiện thông tư 24 và 25 của Bộ Công an thì với công an thành phố, ngoài cái công tác chuẩn bị để thực hiện các thủ tục thì chúng tôi tổ chức cái lực lượng để tăng cường hướng dẫn cho người dân tại cái nơi giải quyết thủ tục hành chính. Câu hỏi thứ ba của phóng viên băn khoăn hiện nay là mặc dù thông tư 24/2023 của Bộ Công an cho phép người tạm trú được đăng ký xe trên địa bàn nhưng hiện nay vẫn chưa thực hiện, thì nguyên nhân vì sao và dự kiến thì khi nào thực hiện? Thì đối với thông tư 24, một trong những cái điểm rất thuận lợi tạo điều kiện cho người dân đến làm ăn cư trú đó là việc cho phép người tạm trú đăng ký xe ở trên cái nơi mình cư trú. Tuy nhiên thì hiện nay thì Bộ Tài chính chưa có quy định về mức thu lệ phí đối với trường hợp đăng ký xe cá nhân có địa chỉ tạm trú. Tức là hiện nay thì theo quy định của Bộ Tài chính và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thì đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì mức thu lệ phí xe là do Hội đồng Nhân dân quyết định. Ví dụ như là Thành phố Hồ Chí Minh thì mức thu lệ phí đăng ký xe ô tô con là 20 triệu và đối với các tỉnh thì thu theo cái quy định của Bộ Tài chính là 1 triệu. Thế hiện nay là nó vướng mắc là cái việc hướng dẫn là thu như thế nào đối với người tạm trú khi đăng ký tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa có cái hướng dẫn, cái này băn khoăn trong việc áp dụng cái mức thu lệ phí. Do đó cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã có công an phố cũng đã báo cáo về Bộ Công an, và Bộ Công an cũng đã tham mưu để đề xuất có cái hướng dẫn sớm về cái nội dung này. Thì sau khi có cái hướng dẫn về cái việc thu lệ phí thì chúng tôi sẽ thực hiện ngay cái việc đăng ký xe tại cái nơi tạm trú, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Thì đó là
ba cái nội dung câu hỏi phóng viên nêu, tôi xin phép được trả lời.